Ngày 11 tháng 10, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong nghi bị điện giật trên mái tôn nhà dân ở phường Bình Hưng Hòa B. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 10, người dân nghe thấy tiếng động mạnh trên mái tôn nhà dân ở đường Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B nên đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên mái tôn nghi do giật điện. Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đến khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định người đàn ông tử vong tên T, 38 tuổi, quê Thanh Hóa. Theo người dân sống gần hiện trường, đầu giờ chiều cùng ngày, tại khu vực trời đổ mưa, khi mưa vừa tạnh, họ thấy có nhóm người, ba người, được chủ căn nhà thuê đến để gắn lan can sắt. Trong lúc làm việc, nhóm người này di chuyển qua căn nhà bên cạnh, dùng dây kéo các thiết bị khung sắt từ bên dưới lên cao để lắp đặt lan can, thì một người nghi bị điện giật.